Phật Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm. Trong ngày mỗi tuần có học Phật Pháp, đồng thời chúng ta đang ở trong cái mùa đại dịch COVID-19, đến bây giờ vẫn chưa hết. Cho nên mọi người ở Canada, ở Mỹ, cũng như một số các nơi khác cũng còn đang cách ly. Cũng như là chúng ta tạm dừng một số những cái sinh hoạt. Vì vậy mà tất cả phần lớn các vị Phật tử không có đến những đạo tràng sinh hoạt được. Nhân ở đây thì tu viện vẫn có những buổi sinh hoạt ở trong nội bộ của chùa, và cũng truyền trực tuyến livestream đến cho tất cả quý vị khắp nơi cũng cùng tham dự trong giờ phút này. Mong đại chúng được khỏe. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Đại Thừa Tứ Pháp với cái đề tài là Xe Báo Đại Thừa. Hôm nay là kỳ thứ 10. Bây giờ chúng ta tiếp tục học một đoạn khác trong Kinh. Văn Thù Sư Lợi nói với Thiên Tử Thiện Thắng: lại nữa, Bồ Tát có bốn loại kho tàng. Kho tàng tức là cái kho chứa, chữ tàng là chứa, có khi đọc là tạng, kho tạng hoặc là kho tàng. Thì thường thường người thế gian ai cũng mong mình có một cái kho tàng. Mà nghe chữ kho tàng thì chứa gì trong đó? Hả? Những cái gì quý báu mới kêu là kho tàng, phải không? Nhưng mà trong Phật Pháp thì kho tàng của một vị, một hành giả tu tập là gì? Đó là kho tàng của Đà Ra Ni. Chữ Đà Ra Ni là tiếng Phạn. Người Hoa dịch cái chữ Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Là tổng tức. Tổng trì nghĩa là chúng ta gom tất cả pháp và trì tất cả những cái ý nghĩa của cái pháp đó. Nói cách khác là tổng tất cả những cái pháp mà trì tất cả những cái nghĩa. Ví dụ như mình tụng kinh mình cũng tụng, mình niệm Phật cũng có, mình trì chú cũng có, ví dụ vậy đi, thì đó là các pháp mình hành trì hết. Nhưng mà mỗi một cái nghĩa của pháp nào chúng ta vẫn làm. Hay là trong cuộc sống tu tập, chúng ta có ăn chay, chúng ta có niệm Phật, thì tất cả những cái công việc đó, đó là mỗi một việc là một hành pháp. Mà chúng ta đều thẩm thấu được cái ý nghĩa của mọi pháp của chúng ta làm. Để làm gì? Để chúng ta không có bị lầm, hay là không có bị làm mà không hiểu được cái ý nghĩa. Thí dụ trong một buổi kinh nè, mình tụng nè, có chuông, có mõ, có đảnh lễ, có lúc thì chúng ta quỳ, có khi chúng ta lạy, có khi chúng ta ngồi tụng, có khi chúng ta tụng chậm, có khi chúng ta tụng nhanh. Đó là tổng tất cả pháp đó. Nhưng mà pháp nào mình cũng đều hiểu được tại sao phải thỉnh chuông, tại sao phải dùng mõ, tại sao đến đây chúng ta đảnh lễ. Thì bất cứ pháp nào chúng ta làm, chúng ta đều hiểu nghĩa hết, cho nên gọi là tổng trì. Còn nghĩa nữa là gì? Tổng trì có nghĩa là nhiếp đủ cả ba nghiệp thân khẩu ý. Tổng cả ba nghiệp thân khẩu ý để trì, để gìn giữ ba nghiệp đó. Gìn giữ bằng cách nào? Nếu nói về thân thì chúng ta nguyện, chúng ta trì gì? Trì giới gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Về miệng thì chúng ta trì gì? Không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích. Thế là tổng trì. Cho nên cái chữ tổng trì nó nhiều nghĩa. Mà người nào có một kho tàng của sự tổng trì, chúng ta làm hết các việc
mà không việc nào chúng ta không biết nghĩa của nó. Ví dụ bây giờ người ta đến, người ta nhờ mình xin cầu an, mình cũng không nói không, tu là tự cầu cho mình an đi, không ai cầu cho an được đâu. Nói như vậy thì làm sao mình độ ai? Nói vậy sao độ ai? Ví dụ giờ người ta khổ quá, người ta nói, dạ thưa đúng, tuy rằng cái việc chính là mình, người đó phải tự cứu khổ mình, nhưng nếu chúng ta không chỉ cho người đó phương pháp tự cứu khổ thì họ biết gì họ tự cứu khổ. Cho nên người ta đến với mình ta xin cứu khổ, không có cái theo Phật giáo không có nghĩa là người ta giao phó cho mình, mà người ta đến người ta cầu cái pháp đó để cho người ta hết khổ. Vì vậy cho nên cái bổn phận của chúng ta là chúng ta phải chỉ cho người ta cái pháp, để người ta tổng cái pháp đó, người ta trì cái pháp đó, để người ta có được cái kho tàng tổng trì giống như mình. Chứ không phải mình có tổng trì rồi thì mình quên người ta. Một bác sĩ tới một bệnh nhân tới gặp, nói bác sĩ ơi giúp giùm tôi. Không, về nhà tự chữa bệnh, ở đây không có chữa bệnh, đâu có được. Bác sĩ là phải chữa bệnh. Tại vì sao? Ông bác sĩ ông biết tất cả các, ông biết bắt các loại mạch. Mình nói mình ho thì ông sẽ nghe cái, để ông nghe giống nghe cái phổi mình. Mình nói bệnh gì thì ông sẽ lấy cái ông nghe đó, ông nghe rồi ông bắt mạch, rồi ông hỏi mình. Mình thấy mình nói về bệnh lỗ tai thì ông sẽ coi lỗ tai. Mình nói bệnh mũi, ông sẽ coi mũi. Thì ông là cái, ông là tổng trì đó. Ông biết các cái pháp, và hãy nói bệnh gì thì ông trị bệnh đó, và ông chỉ cho mình cái công thức về nhà phải làm sao. Thậm chí á, người ta cho mình một cái toa thuốc, người ta còn phải dặn uống như thế nào, chứ không có ai mà dục cho mình một gói thuốc mà không hề có một cái phương pháp dùng thuốc như thế nào. Thuốc ho, thuốc bổ, bất cứ thứ thuốc nào, hễ nó có liên quan đến thuốc men, người ta đều ghi rõ. Thậm chí giờ thuốc bổ cũng phải đi ghi sao, ngày 2 viên, uống sau khi ăn, thí dụ vậy. Thậm chí là người ta nói là cái này nó chứa bao nhiêu miligram, không nên uống quá hạn, quá cái liều nó. Cho dù là thuốc ho ngậm để mà đau cổ, người ta cũng đâu có cho mình ngậm nhiều. Một ngày maximum là mấy viên thôi, ví dụ vậy. Rồi mình tùy theo cái sức của mình mà mình gia giảm nữa. Cho nên cho dù là một gói thuốc rất đơn giản, thậm chí những cái chai mà người ta sức thoa bên ngoài, người ta cũng phải dặn thoa lúc nào và một ngày thoa mấy lần. Đó, thì cái người mà người ta biết người ta biết được cái công năng của thuốc, thì người ta phải chỉ cho mình lại cái cách dụng thuốc nó, để cho thuốc nó có kết quả. Vậy thì trong Phật giáo, người ta đến người ta xin mình một cái gì đó. Nói chữ xin là nói hơi nhiều đó, chứ đúng ra là người ta đến người ta nhờ mình, người ta mong mình chỉ cho người ta. Cho người nào mà tới khổ, thí dụ ta tới xin cầu an, ghi cầu siêu, không có gì phải từ chối cả. Cái quan trọng là mình tổng trì, mình trì được, mình tổng được cái pháp rồi. Bây giờ mình trì cái pháp. Cho nên cái chữ duyên ở trong nhà Phật á, cái chữ duyên á, mà nhất là cái chữ tùy duyên á, không phải là chúng ta tự có thể nói được. Mà tùy duyên là gì? Tùy duyên là một cái pháp hành. Vậy thì chữ duyên là một cái pháp hành trong cuộc sống. Ví dụ mình bây giờ đang ở trong cái mùa dịch, đang trong cái lần đại dịch, không ai đi tới đâu được hết. Mình đang làm gì đây? Mình đang tạo duyên. Thay vì mình đóng cửa trong nhà huynh đệ, mình tụng kinh, mình học Phật Pháp, bây giờ mình tạo duyên cho Phật tử nữa. Vậy thì cái tạo duyên này có phải là một hành pháp không? Một pháp hành không? Đấy, mình tạo duyên là một pháp hành. Duyên là phải do mình tạo. Mình tạo duyên rồi mình làm gì nữa? Rồi tất cả quý Phật tử khắp nơi mà nhận được cái livestream này, các vị rất là trân quý cái cơ duyên mà được như thế này. Cái này gọi là gì? Là tích duyên. Là chúng ta quý cái duyên đó. Rồi có những vị, ví dụ như bây giờ cũng có chương trình như vậy nào, nhưng mà gặp một bác lớn tuổi quá, bác không có biết cái cách nào để mà vô internet, bác cũng không có một cái Facebook, thì chừng đó bác này phải làm gì?
tùy duyên. Vậy bác muốn lắm nhưng bác không làm được. Mà khi bác sống được với cái tâm tùy duyên đó, sống với tâm tùy duyên đó là một pháp hành, chứ không phải tùy duyên chỉ là một cái chữ để nói. Chuyện gì cũng nói thôi tùy duyên. Mà trong khi đó chúng ta biết tất cả đều là do duyên, thì tại sao chúng ta không tạo duyên? Tại sao chúng ta không kết duyên? Tại sao chúng ta không gieo duyên? Tại sao chúng ta không quý cái duyên mà chúng ta cứ hở là chúng ta nói tùy duyên? Hiểu ý không? Thành thử ra tất cái chữ duyên là một pháp tu. Nói cách khác, duyên là một pháp tu. Chúng ta biết tu với cái duyên không? Rồi bây giờ nói cách khác nữa, trong cuộc sống này mỗi một cái việc chúng ta gặp đều là duyên hết. Chúng ta biết sống với cái duyên đó không? Ví dụ bây giờ chính phủ chưa cho mình đi làm, bắt mình phải ở nhà, mình sống được cái duyên đó không? Mình sống được cái duyên là bây giờ chúng ta đang gặp khó khăn, chúng ta đang gặp khó khăn về bệnh tật, và cái bệnh này bây giờ nó ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, việc làm, đủ thứ hết của mọi người chúng ta. Nếu chúng ta không biết đó, rồi bây giờ ví dụ như mình không biết tự bảo vệ mình là mình bảo vệ cho người, cứ đi ra ngoài mà cho những cái việc không cần thiết, có phải là mình gây rắc rối không? À, rồi cứ vậy kêu là tùy duyên đó. Thôi kệ, tùy duyên đi. Thật sự nhớ, mình nhớ là duyên là một pháp tu. Vậy thì cái chữ mà mình có được cái kho tàng của tổng trì của Đà La Ni là gì? Là chúng ta hiểu được tất cả các, chúng ta nắm các pháp, chúng ta trì các pháp và chúng ta hiểu được các pháp. Cái anh đó, ảnh tới, ảnh xin một cái lễ. Bây giờ nếu mà bây giờ mình phải trân quý cái tâm tình của một người con đối với cha mẹ, thì chúng ta tùy thuận vào cái lòng của anh, và chúng ta tạo cái duyên cho anh để anh được cơ hội anh trả ơn cho cha mẹ. Giờ cha mẹ mất ở Việt Nam, không về được. Rồi anh muốn về chùa, anh xin một cái lễ để mà anh yên lòng là anh đã có cái gì đó anh đối với cha mẹ của anh. Người ta đang tích, người ta tạo cái duyên của người con hiếu, mà mình không tạo cho người ta một cái duyên để trọn cái tâm nguyện của người ta nữa, thì chúng ta đâu phải là người có kho tàng của tổng trì. Cho một người mà có cái nghĩa của chữ, cho nên tại sao trong cái bài chú Đại Bi, Thiên Thủ Thiên Nhãn, Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, người mà có được cái hiểu, cái thông người khác là có con mắt đó, thiên nhãn đó, sẽ đưa cánh tay tới cứu độ là thủ đó. Thiên nhãn, thiên thủ rồi thiên nhãn đó. Thiên nhãn là tượng trưng cho mình hiểu cái hoàn cảnh. Thiên thủ là mình đưa cánh tay mình đến để mình trợ duyên. Mà tất cả những cái đó nó lưu xuất từ đâu? Nó lưu từ cái tâm đại bi. Mà người nào làm bằng cái tâm đại bi rồi thì sao? Vô ngại. Vô ngại là không có gì trở ngại hết. Tại vì người ta có được, người ta nhiếp hóa được, người ta có được cái kho tàng của tổng trì. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng chữ tổng trì nó cũng chẳng phải là một cái từ ngữ nữa, mà bây giờ chữ tổng trì này nó đi vào trong cuộc sống của chúng ta. Cái chữ tổng trì này nó đi vào trong cuộc sống của mình. Cái chữ Đà Ra Ni này nó đi vào trong cái đời tu của chúng ta. Không có một cái việc gì chúng ta làm mà chúng ta không chứa cái đạo ở trong đó. Mà việc làm nào mà chúng ta có đạo trong đó là chúng ta sẽ có cái đức. Bởi vì trong cái đạo đó nó có được cái ánh sáng của từ bi, của trí tuệ. Cho nên chữ tổng trì là vậy đó. Tổng tất cả pháp, hay là tổng trì tất cả nghĩa. Tổng trì là thu nhiếp cả ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Là mình có được cái kho tàng của tổng trì. Thứ hai
là kho tàng của biện tài. Biện tài là gì? Là một cái tài năng, cái tài năng luận biện không có trở ngại. Thì người mà có được cái biện tài này thường là có bốn loại biện tài. Một á là pháp, mình biết về cái pháp, có cái tài năng giảng pháp. Chúng ta có được cái từ vô ngại, pháp vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Nhạo thuyết là gì? Thích nói. Hiểu, biết cái pháp, hiểu cái nghĩa, mà có được cái ngôn từ, có cái cách trình bày, đó cũng là từ biện tài. Có nhiều khi mình hiểu nó mà mình không biết cách nói, mình không biết cách nói sao cho người ta nghe, người ta hiểu. Hoặc là mình có nhiều khi cha mẹ hiểu mà muốn nói với con, không có biết tiếng Anh nói với nó, thà để mình thiếu ngôn ngữ. Thì thiếu ngôn ngữ thì không thể truyền đạt được với nó, cô đó cũng là thiếu cái từ đó. Cho nên ví dụ như cha mẹ nào mà có được cái ngôn ngữ để diễn đạt với con cái, thì cái đó gọi là từ biện tài. Chữ từ này là từ ngữ. Và thậm chí trong cái người Việt mình với nhau thôi, mỗi một vùng miền là nó đã có chữ nghĩa nó khác hết rồi. Ví dụ như ở miền quê, ta đâu có kêu đi làm đâu, đi mần. Có quẩn không? Mà nếu mà mình đã lâu lâu ở trên thành phố mình xuống, mình không biết cái ông đó không nói gì nữa. Có quẩn không? Ghé đây mần. Mận này, mận kia. Thành thử ra rồi ngược lại. Bây giờ nếu mà mình dân Sài Gòn mà ra Huế mà gặp người Huế mà rồng rặc, mà người ta nói theo tiếng ngoài Huế mà mình không hiểu, mình cũng chẳng biết họ nói gì. Chú đi mô mà lâu quá ông tôi không chồi chủ. Đi đâu mà lâu quá tôi không gặp, chỗ là gặp đó là thấy đó. Nhưng mà họ không bắt nói gì vậy bác. Mình hiểu được ta chỗ là mình ta, mà ta nói gì với mình. Đưa cho mình một cái gói đem đôi đi. Sao Nguyên về bắt biểu con bẻ đôi? Không, tôi biểu đôi, đôi là bỏ đi. Thì nếu mình có được cái, hiểu được cái đó gọi là gì? Từ biện tài. Vậy thì người mà cái cuộc sống của chúng ta đó, cái ngôn ngữ, cái cách trình bày nó cũng quan trọng đó. Có nhiều khi mình nói cái ý mình thì tốt, mà lời nói mình nó chưa có khéo, có thể làm cho người khác hiểu lầm. Thứ ba là kho tàng giáo pháp. Cái này thì ở trong kinh đó, thì mình nhớ là trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có giáo pháp hết, nhưng mà ít hay nhiều thôi. Mà người nào nhiều thì mình có một kho tàng. Còn nếu như mình ít thì có một cái kho. Đó là mình nói kho là thấy khá rồi đó nha. Chứ còn nếu mà mình không có gì hết nữa thì cuộc sống mình nó không có hương vị. Giống như trong nhà mình mà luôn luôn có gia vị, có những cái món nấu ăn, thì khách tới nhà mình bất cứ lúc nào mình cũng có thể biến chế nấu thức ăn mời khách. Thì trong chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta có được một kho tàng giáo pháp thì bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ việc gì đến chúng ta cũng có thể ứng xử được. Pháp Hòa hay nói có Phật Pháp là có phương pháp. Chúng ta cuộc sống này bất cứ việc gì cũng phải cần có phương pháp cả. Và nếu chúng ta có được cái Phật Pháp thì chúng ta có phương pháp. Thứ tư là chúng ta có được cái kho tàng hồi hướng đến tài sản vô tận. Hồi xưa ngài La Hầu La đó, theo trong kinh kể đó, là khi Đức Phật thành đạo rồi, thì một hôm ngài trên đường trở về thăm vua cha, thì vua Tịnh Phạn á, chuẩn bị những cái thức ăn rất là ngon, sang trọng để mà chờ Đức Phật và Tăng đoàn về để thiết đãi. Nhưng mà không ngờ á, là
Đức Phật ôm mình bác đi sinh từ ở được xa về tới thành Ca Tỳ La Vệ, làm cho vua Tịnh Phạn rất là buồn. Trời ơi trời, con tôi đi một thời gian tôi tưởng đâu trở về là sẽ là một cái gì nó rình rang lắm nha, nghe bây giờ thành một ông thầy lớn, đạo sư của rất nhiều vị, mà giờ cũng phải ôm bác đi ăn xin. Theo cái nhìn của người ta là đi như vậy là mất mặt lắm, đi ăn xin. Cho nên rồi khất thực đi về tới hoàng cung. Thì lúc đó bà Yayudhala nghe Đức Phật á, mà bà chưa biết tu mà, cho nên bà nghĩ là ông xã mình trên đường về thăm mình, cho nên rồi mới kêu con trai là La Hầu La, một lát nữa con gặp cái ông đó đó, là ba của con đó, con nhớ nói với ông chia gia tài. Thì La Hầu La còn nhỏ mà, người lớn xúi sao thì làm vậy thôi. Thật là khi mà đi cái là tới hồi gặp được Đức Phật, cái xin Đức Phật, xin Ngài hãy cho con cái gia tài, ý nó là cái cung vàng điện ngọc tài sản vậy đó. Thì Đức Phật hỏi có hai thứ gia tài, con muốn gia tài nào? Gia tài mà cung vàng điện ngọc mà biết bao nhiêu đánh đổ mồ hôi nước mắt, nghĩa là xâm chiếm khổ đau mới có được, mà có được rồi nó cũng sẽ mất chứ không phải nó còn hoài đâu. Và có một loại gia tài mà của bậc thánh, gia tài của gọi là ba đời chư Phật á, con muốn gia tài nào? Thì cho dù một đứa nhỏ nó không hiểu gì, nhưng mà nó nghe một cái gia tài mà dễ mất chứ cái gia tài mà vô thượng, thì nhất định nó sẽ chọn cái gì mà tốt nhất. Thật ra La Hầu La sẽ chọn cái gia tài quý nhất. Ở trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật cũng có nói một cái người thánh đệ tử có 7 thứ tài sản gọi là bất động sản, nghĩa là tài sản này ở mãi không bao giờ bị di chuyển. Thứ nhất là tín, thứ hai là giới, thứ ba là văn, thứ tư là tàm quý, thứ năm là tuệ, thứ sáu là xã, thứ bảy là định. 7 thứ tài sản. Đây là một đoạn trong kinh của bà trích nè. Vị thánh đệ tử có lòng tin tưởng vào sự giác ngộ của Như Lai gọi là tín tài. Tín tài tức là tài sản về tín, về niềm tin. Vị thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, say sưa gọi là giới tài, đó là tài sản về giới. Vị thánh đệ tử có xấu hổ đối với bản thân, miệng ý khi làm ác gọi là tàm tài. Chữ tàm á, tàm quý đó. Mà nếu mình có được cái xấu hổ đối với thân, với miệng, với ý, về những gì chúng ta nói, chúng ta nghĩ, chúng ta làm, chúng ta có cái xấu hổ với cái đó thì gọi là có tài sản của tàm. Có sợ hãi đối với thân, miệng, ý, ác gọi là quý. Nếu cũng là thân, cũng là miệng, cũng là ý mà nó lỡ nó làm ác, mà chúng ta biết xấu hổ với cái ác đó gọi là quý. Là 4 thứ rồi phải không? Tín, giới, tàm, quý. Thứ năm là vị thánh đệ tử nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe, đề cao đời sống phạm hạnh, đọc tụng nhiều lần, chuyên tâm quán sát, thành tựu chánh kiến gọi là văn tài. Chữ văn là gì? Là nghe. Nghe cái gì? Nghe là nghe cái gì? Nghe nhiều, giữ gìn những gì đã nghe, tức là mình nghe giáo pháp rồi mình nhớ những gì mình đã nghe. Có những Phật tử Pháp Hòa biết á, nghe pháp là có cuốn sổ, cuốn tập, chép lại, ghi lại. Có nhiều vị còn nghe xong một bài giảng đó rồi là chép lại hết rồi kết, để mà gọi là summarize cái bài đó. Nhờ vậy cho nên không có quên. Còn mình mà nghe xong rồi mình quên, mình không nhớ là tại mình không có ghi. Mình nghĩ là mình nhớ nhưng mà thiệt sự là mình không nhớ gì hết đó. Cái đó gọi là văn tài.
Từ tâm bỏ sang tham, ưa thích xả ly, san sẻ vật bố thí, gọi là thí tài. Đó là năm rồi phải không? Sáu hay năm? Sáu. Có trí tuệ về sinh diệt thành tựu thánh thể nhập, đưa đến chân chính đoạn diệt khổ đau, gọi là tuệ tài. Này các tỳ kheo, đây gọi là tài sản. Tài sản này được gọi là không nghèo khổ. Cho nên bây giờ mình có bất cứ bao nhiêu nhà cửa gọi là bất động sản, nhưng mà bất động sản này có thể bị cháy, có thể bị nước trôi, có thể bị cướp giật, có thể bị nhà nước tịch thu, có thể bị con phá của, phải không? Cho nên cái ông đó, cái kinh này là nguyên do là có cái một cái ông nhà giàu, ông tới, ông thăm Phật rồi Phật biết ông có rất nhiều thứ tài sản, thì Phật mới nói ông có những cái tài sản đó, nhưng mà ông phải để ý coi chừng nó, tài sản mà mình có được là đây, nó sẽ bị chi phối bởi năm cái lý do trên. Còn cái tài sản này đúng nghĩa bất động, đúng nghĩa bất động. Người nào mà có rồi không có mất, không có mất. Càng sai càng nhiều, càng sai càng nhiều. Thí dụ như mình có niềm tin, càng ngày càng tin lớn, cho nên tài sản về tính rất lớn. Nghe Pháp càng nghe càng hiểu, có tài sản văn. Văn giới tàm quý, nghe nhiều, thí xã và trí tuệ. Xã đó, gọi là xã đó, tài sản của xã đó. Thì ở đây á, mình hồi hướng đến tài sản vô tận. Thì cái tài sản vô tận của mình là cái này nè, xài hoài không có hết. Còn mấy cái tài sản kia mình xài sẽ hết. Ví dụ giờ mình có 100 triệu đi, rồi mình chỉ ăn chơi, mình phung phí, xài lớn thì nó mau hết. Nhưng mà nếu chúng ta có cái này, chúng ta càng dụng nó càng tốt ra. Cũng như là mình càng đánh bóng nó càng sáng, càng đánh bóng nó càng sáng. Vậy thì đó là bốn thứ kho tàng của một vị tu tập. Một là kho tàng Đà La Ni, hai là biện tài, ba là giáo pháp, bốn là hồi hướng đến tài sản vô tận. Lại nữa, Bồ Tát có bốn xa lìa, đó là xa lìa sự nói năng. Cái chữ nói năng ở đây á, nó thể biểu tượng cho cái nói năng trong cuộc sống hàng ngày. Tại vì người xưa thường hay nhắc mình đa ngôn là đa quá, nói nhiều mắc lỗi nhiều. Cho nên á, mình phải tập mình có một cái lời nói như thế nào để nó không mang lại cái buồn phiền cho người khác. Vì vậy mà ở trong sự tu tập á, chúng ta có những cái giờ phút im lặng không có nói. Dĩ nhiên là sống chung là phải nói chuyện, nhưng mà cái giây phút nào chúng ta cần im lặng để làm gì? Để chúng ta hộ trì cái sự thực tập của nhau. Ví dụ như ban đêm, người ta cần cái sự yên tĩnh vì có người cần phải nghỉ ngơi. Có người cần sự yên tĩnh để ngồi thiền. Có người cần sự yên tĩnh để học bài. Có người cần sự yên tĩnh để đọc sách. Thì sau cái giờ đó rồi chúng ta phải tôn trọng, chúng ta giữ im lặng. Mà giờ đó mà chúng ta rì rào, chúng ta nói hoài thì chúng ta có cái lỗi, tại vì đây không phải là giờ phút để nói. Hay là bây giờ mình tới chùa, mình đang nói chuyện vậy đó mà mình nghe chuông lắc, dù là cái tiếng linh ở dưới lầu, dù là tiếng đại hồng chung ở trên này, nhưng mà mình đã nghe tiếng chuông, bất cứ tiếng chuông nào mà khởi lên là mình biết rằng chùa đang thông báo cho mình biết có một chương trình sắp tới. Chúng ta nên đừng nói chuyện mà hãy đứng dậy
và chuẩn bị cái công việc mà chúng ta đã được thông báo. Thường thường á, mình mà lật đật á, là luôn luôn có lỗi. Cái lỗi của lật đật là gì biết không? Quên đầu quên đuôi và mất đi cái chánh niệm, thiếu oai nghi. Để ý thử, mình cái gì mình chuẩn bị trước á, thì mình dòm lại mình thấy thiếu gì á, thì mình sẽ chuẩn bị. Mà hễ mình để tới cái lúc mà nó tới chân rồi mình nhảy thì lúc nào cũng bỏ sót lại một vài việc. Thí dụ như Pháp Hòa có một cái thói quen á, mỗi lần mà phát đồ mà đi giảng á, là cái chuyện đầu tiên nhất á, là phải lấy cái passport bỏ một cái giỏ, rồi gì đó tính sao. Nhưng mà chuyện đầu tiên là phải bỏ vô đó cái passport, rồi sau đó mình mới phát quần phát áo gì đó sao. Rồi mà trước khi mà mình đóng cái vali lại á, là kiểm lần cuối cái gì biết không? Bộ y. Mình ông thầy mình đi tới đó làm lễ rồi vậy đó. Có bữa là máng để ngay cửa, vậy mà cũng ra đi tỉnh bơ không có cái giỏ à. Thấy không? Mình thấy là tới cái hồi mình gấp rút lên là ngay trước mắt mà đôi khi chúng ta cũng quên. Cho nên á, cái sự không nói năng ở đây không nghĩa là không cho mình nói, không phải. Nhưng mà chúng ta phải biết giờ phút nào được nói mà giờ phút nào chúng ta nên không nói. Ở trong luật á, là không bao giờ cho mình xin lỗi đại chúng, là trong luật dạy nè. Nếu mà mình mắc đi vệ sinh là phải đi liền, chứ không được để nó bức bách. Vì sao? Chư tổ giải thích, vì bức bách là mang cái lỗi hấp tấp, mất oai nghi. Và nói về bệnh tật á, mình ráng nín quá đó, lâu ngày sanh bệnh. Các tổ kỹ đến mức như vậy. Mà mình thấy rõ là thường thường cái gì mà hấp tấp là tự nhiên nhìn nó mất oai nghi. Cho một người tu mà giữa cái đại chúng á, mà mình tỏ lộ, mình hấp tấp, cái tự nhiên người ta nhìn mình nó kỳ kỳ. Thầy tu mà sao lật đật quá, sư cô tu mà sao lanh chanh quá, lật đật quá. Cho nên hàng ngày ở trong phòng làm gì, cái mình tập mình chậm chậm từ từ vậy, cái nó thành cái thói quen. Rồi trong cuộc sống của mình, dù là việc gì đến cái mình cũng từ từ vậy. Không phải là mình rề rề nha, cái chữ từ từ đâu. Từ từ đó là mình có một cái định tĩnh, khi nào cần mình gấp thì mình gấp. Nhưng mà cái việc làm, cái chúng ta là cái người có thể tổng trì đó. Khi nào việc nào gấp thì chúng ta sẽ trì theo cái sự gấp. Mà khi nào chúng ta cần phải nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ vẫn có được cái nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng hấp tấp nhưng nó vẫn toát ra được cái chánh niệm của một cái người tu tập. Hai cái đó nó khác. Cái người mà không tu tập dù họ làm gì từ từ nhưng thấy nó gượng gạo, nó gì đâu. Còn cái người mà họ thật sự họ có tu tập, nó toát ra được cái chuyện đó. Ở trong hình như là Luận Ngữ á, ngài Khổng Tử có nói một câu là đạo thính nhi đổ thuyết, đức chi khí giả. Nếu mà mình nghe cái chuyện ở bên ngoài, chuyện ngoài đường á, rồi chúng ta đồn, chúng ta nói lại chuyện ngoài đường, thì ngay cái giờ phút đó là chúng ta đã lìa bỏ cái đức của mình. Đạo thính nhi đổ thuyết, đức chi khí giả. Nếu mà nghe chuyện ngoài đường, đồn nói chuyện ngoài đường, là mình vứt bỏ đi cái đức của mình rồi đó. Khí là mình bỏ rồi đó. Đức chi khí giả, cái đức đó nó bị lìa bỏ. Tại vì sao? Tại vì mình không có được cái đức. Đó là không phải chuyện của mình, chuyện ngoài đường. Mà cái chuyện ngoài đường là một là không dính dáng tới mình. Chuyện ngoài đường là thường là những chuyện thị phi.
cái gì mình không rành, không biết, hoặc là giả, hoặc giả là không liên hệ tới mình, mà mình đi đồn đãi, mình đi nói lại, thì coi như là mình mất đi cái đức. Thậm chí những cái lời đồn đó nó có ảnh hưởng đến uy tín của một người khác, cái thanh danh của một người khác. Nếu chúng ta thấy nó không cần có quan hệ gì tới mình, mà cũng mình không cần chi phải nói, thì dưỡng cái đó, ít nói cái đó, để mình dưỡng cái đức của mình. Cho nên đó là lìa sự nói năng. Thứ hai là xa lìa cảnh năm dục. Năm dục đây là gì? Gọi là ngũ dục. Ngũ dục nghĩa là năm sự ham muốn. Đó là tiền tài, gọi là tài, sắc, danh, thực, thùy. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ kỹ, gọi là ngũ dục. Thật sự ra đó, con người mình đều dính ngũ dục hết. Tại vì nó là một phần của cuộc sống. Bộ tu rồi không ăn à, tu rồi không có ngủ à, tu rồi không có hình tướng à, cho nên có hết. Nhưng mà ở trong này nói là gì? Cái chữ dục ở đây á, có nghĩa là khi chúng ta ham muốn cái gì mà nó quá hơn cái nhu cầu, hay là chúng ta ham muốn những cái gì mà nó không cần thiết đối với mình, nó không phù hợp với mình, nó nằm ở trong ngũ dục. Pháp Hòa ví dụ như mình là một cái người xuất gia, và có những cái mà chúng ta không thể làm được, có những nơi chúng ta không thể tới được. Ví dụ như mình không thể nào mà đi xếp hàng mua một cái vé đại nhạc hội để đi vô coi một cái chương trình đại nhạc hội Thúy Nga Paris, hay là Asia, hay là Vân Sơn gì đó. Chỗ đó không phải chỗ của mình. Mà mình nán, mình vẫn ráng mình đi vô đó, mình hay là những cái buổi tiệc mà nó không có cái tính cách gì chung của cái cộng đồng mình hết. Thí dụ như cái bữa là một cái buổi văn nghệ, văn hóa Phật giáo, hay một buổi văn nghệ Phật Đản, văn nghệ Vu Lan, ok, mình có đến dự cũng chẳng sao, vì cái nội dung nó là cái chủ đề nó là Phật Đản, thì thế nào những bài hát đó nó cũng liên hệ đến Phật pháp. Còn những cái chương trình chủ đề của thế gian thì người ta toàn là những bài hát và những cái sinh hoạt của cái thế gian. Mình có thí dụ bây giờ ở nhà mình coi thì nó vẫn có nghe được hơn là mình đi tận vô nó mình coi. Người ta khó chấp nhận. Ở nhà nó có sẵn trên YouTube vậy đó, mình ngồi thì người ta còn có thể chấp nhận. Người ta cũng chẳng khó dễ gì với cái chuyện đó. Nhưng mà với cái nhìn bình thường là sự có mặt của một người xuất gia ở trong những chương trình đó, cái tự nhiên người ta không thoải mái, người ta thấy nó kỳ kỳ. Chính mình cũng thấy kỳ nữa. Mặc dù là xã hội bây giờ là ai cũng có thể phát huy những tài năng của mình, nhưng mà mình phải biết mình ở lĩnh vực nào để mình phát huy. Ví dụ một người đi xuất gia thì đâu thể nào đi vô đăng ký chương trình đi thi đi thi gì đó, đi thi cười, đi thi những cái chuyện đó được, nó đâu phải của mình. Thế mình phải tự biết cái đó. Thầy thấy mình đi quá cái đó rớt vô cái chữ dục. Mà cái dục này bắt đầu nó thành ra cái dục hướng hạ chứ không phải dục hướng thượng. Cái chữ dục là muốn. Thí dụ giờ tôi khát nước và tôi muốn uống nước nè. Đó, cái này cũng dục nè. Nhưng mà dục bình thường, khát thì phải cần uống. Và thậm chí nói là tôi muốn đi tu, cái đó cũng muốn vậy, nhưng mà dục hướng thượng. Nhưng mà tu dập rồi cái hết muốn hướng thượng, cái hướng hạ. Tôi muốn đi ra, tôi muốn làm việc đó, thì cái đó là dục hướng hạ. Cho nên dục nó cũng có dục hướng thượng hay là dục hướng hạ. Một cái người có tiền nhưng mà muốn bố thí, đó là dục hướng thượng. Muốn ăn xài, muốn phung phí, không có lỗi gì hết. Nhưng mà anh dục cái hạ đó thì tự anh sẽ làm khổ đời anh, phí cái tiền của anh, phí cái sức khỏe của anh và mất hạnh phúc gia đình. Chứ không có tội gì hết đó.
Anh có cái lỗi thôi, anh có cái lỗi với bản thân là không biết quý những gì mình cực khổ làm. Và thí dụ như giờ một người mình tu mà mình làm những cái điều nó vậy thì thí dụ mình đặt một trường hợp là ai dám bắt lỗi tôi, ai dám bắt tội tôi, thì còn thôi giờ mình tạm nói vậy đi, nhưng mà rồi đời tu mình thì nó không có gì đi xa hơn. Nó chỉ có bao nhiêu đó, lẩn quẩn cũng bao nhiêu đó thôi, thì nó uổng một đời của mình thôi. Trong khi đó mình đã phát được cái tâm đó rồi thì chúng ta nên làm cái gì để cho cái con đường đi đó nó lớn hơn, nó trong sáng hơn. Và đó tất cả là do mình. Chứ ở đây Phật nói, Phật Ngài Văn Thù Sư Lợi chỉ nói là mình xa cái cảnh đó, nghĩa là cái môi trường nào mà nó dễ làm cho mình bị rơi vào trong đó. Hồi xưa có những thầy đi vượt biên qua tới trại tị nạn, thì ở bên trại tị nạn cái mấy ông hút thuốc, rồi giờ mình ở trong trại tị nạn mấy ông cứ mời hút, rồi những lúc buồn nhớ nhà rồi thầy kia kia nọ cũng hút đó, thấy không? Hồi xưa Việt Nam mình không hút tại mình ở trong môi trường tu, có thầy tổ, có huynh đệ nhắc nhở, vì mình rọt ra một cái môi trường khác nữa rồi thì bắt đầu hút. Nhưng mà khi mà qua tới đây rồi á, thầy lên thầy ngồi thầy truyền giới, nói về truyền giới thì giới thứ năm Phật tử không có hút thuốc uống rượu vậy đó. Chứ tự nhiên có thể thấy kỳ, mình khuyên Phật tử không cho Phật tử mà mình vừa truyền giới xuống cái rút điếu ra dỗ dỗ rồi bật cái quẹt lên thấy nó sao sao. Cái thầy rủ mấy ông cư sĩ với nhau phát tâm bỏ thuốc. Thì con người mình có những lúc mình rơi chỗ đó, mình ở trong cái hoàn cảnh đó thì mình sẽ bị dính. Cho nên mình có nhiều khi cái người người ta muốn tu, nhưng mà người ta ở trong cái hoàn cảnh là gặp toàn là những người không có tâm tu, thì rất là dễ cho người ta bị lôi cuốn. Mà Pháp Hòa đã thấy những cái trường hợp như vậy. Những vị người ta không có muốn ăn nhậu, nhưng mà giờ ở trong cái hoàn cảnh muốn ăn nhậu cái là dính. Rồi cái thứ ba là gì? Xa lìa cái tâm phi thánh. Chữ phi thánh là không phải bậc thánh. Tiếng Phạn gọi là Ariya. Và chúng ta thường âm cái chữ này là Ariya. Mình có tụng chú Đại Bi không? Nam mô Ariya Bà Lô Kiết Đế đó, chính là cái chữ này đó. Ariya là gì? Là thánh giả. Chữ Ariya là thánh giả. Vậy thì thánh đây là nghĩa là gì? Thánh đây là nghĩa là cái người mà lấy cái chánh đạo, tu cái chánh đạo, học cái chánh đạo. Cái gì mà cái vị này làm cái chánh, học cái chánh, tìm cầu cái chánh, thực hành cái chánh thì gọi là thánh. Cho nên á, ở trong kinh gọi á, đức cái ngày mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đi xuất gia đó, cái giây phút mà ngài phát tâm ngài đi đó, cái đó gọi là thánh cầu. Thánh cầu nghĩa là cái ước nguyện, cái mong mỏi của một bậc thánh. Thánh cầu là gì? Là mình đi cầu tìm một con đường chân chánh. Một người mà phát tâm xuất gia đó là một hình thức thánh cầu đó, không cầu gì nữa hết. Hay là kỳ trước mình học á, ngoài tâm bồ đề, ngoài hiểu biết lớn, ngoài thương yêu sâu, con không còn ước mơ nào nữa hết. Con chỉ muốn có được tâm bồ đề, có hiểu lớn, có thương sâu. Đó là thánh cầu. Cho nên cái chữ thánh nghĩa là gì? Là người đi tìm cái chánh để sống, để học, để làm. Cho nên người mà như vậy chúng ta gọi là thánh giả. Mà cái pháp đó của bậc thánh gọi là gì? Tứ diệu đế đó, khổ đế, tập đế, đạo đế, diệt đế, đạo đế. Tứ diệu đế còn có một cái tên nữa gọi là tứ thánh đế, là bốn điều chân thật của bậc thánh.
Tứ Thánh Đế nghĩa là bốn điều chân thật của Bậc Thánh. Bậc Thánh đã sống, đã tu, đã phát huy ra được cái nguyên do khổ đau, cái lẽ thật của cuộc đời. Cho nên Tứ Diệu Đế còn có tên là Tứ Thánh Đế. Mà cái giới nào, cái giới pháp nào để đưa mình vượt cái phàm, cái đó gọi là thánh giới. Thánh giới là gì? Là những giới pháp của Bậc Thánh. Thí dụ như mình nói ví dụ như là giới sa di, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không rượu chè cờ bạc, không son phấn trang điểm, không đờn ca sướng hát theo thế gian, không nằm ngồi giường cao rộng lớn, không ăn phi thời, không tích chứa tiền của. Cái đó là 10 cái giới của để giúp cho mình từ phàm đến thánh. Cho nên thánh giới, mà cái người mà đi tìm cái đó gọi là thánh cầu. Và người nào mà được sống và được tu cái đó gọi là thánh giả, A-ri-ya. Rồi bây giờ mình phân tích giữa thánh này. Cái gì mà chúng ta nghĩ, chúng ta làm, chúng ta nói không tổn hại đến người khác, đó là thánh. Ngược lại dưới kia là gì? Phàm. Tại vì phàm là gì? Là cái mình sống là ăn miếng trả miếng. Thậm chí ăn của người ta muốn ăn đủ mà trả là muốn trả thiếu. Nhưng mà ngược lại á, người nào mà ăn hiếp mình một, mình phải ăn hiếp 10 để cho nó biết tai mình, để cho nó biết mặt mình. Mình dằn mặt vậy đó. Bữa nay là đánh 5 thôi nha, để cho biết tai nha. Nói chung là lúc nào mình cũng có cái toan tính, cái lợi phải phần lớn phải về mình. Thì cái đó là gọi là phàm thôi, chứ không có gì hết. Mà ngược lại với cái đó là thánh. Cho cái dòng trong chú Đại Bi nó có câu Nam Mô A Rị Gia. Còn Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, đó là câu ca ngợi thánh hiệu của Đức Quán Âm. Bậc Bồ Tát tự tại, có đủ năng lực quán chiếu cứu khổ chúng sanh. Quán Âm tự tại quán chiếu cứu khổ chúng sanh là bậc thánh giả. Cho nên cái câu đó Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thước Bát Ra Gia, đó là câu ca tụng Đức Quan Âm Bồ Tát. Vậy thì mình, cái người một vị đang tu tập, thí dụ như ở trong kinh, ở trong pháp tu Tịnh Độ, khi nào mình đi về mà đến cõi Cực Lạc á, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm, Đức Thế Chí, các vị ở trên cõi Hải Hội Liên Trì đón mình, nó kêu là thánh gì? Thánh chúng. Phải không? Đó là cái chúng mà cái tâm của các vị là hướng thượng hết. Thánh chúng. Diễn tả câu đó. Có đờn, có trống, rước đi một đường, rước về đến cảnh Tây Phương, có ao thất bảo, có hương ngũ phần. Với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng, có bảo cái, có tràng phan, có mùi hương lạ, có đàn ngọc xây. Nhớ mấy câu đó không? Trong cái bài sám tống tán của Hồng Trần. Quan Âm Bồ Tát vui mừng. Mình tới rồi, Quan Âm Bồ Tát vui mừng. Tay cầm nhành liễu, tay bưng kim đài, với cùng thế chí các ngài cũng đều khuyến thỉnh lên ngai sen vàng. Một bài khác mình tụng. Cùng với các thánh chúng đây đi trên đường thông dông. Đó là những cái hình ảnh diễn tả khi chúng ta hội nhập vào cái hội thánh đó.
cái bài phục nguyện á, Bồ đề thọ trưởng hạnh gia bá vãng nhân thiên, ưu bát hoa khai hương mãn đại thiên sa giới, hương lân hữu tộc huân chim pháp vũ chi ân, chiêu mục tiên linh cộng phó liên trì chi hội. Hòa thượng Khánh Anh ngày dịch cái chỗ đó rất là hay. Nào tổ tiên nội ngoại vong linh đều đến ao sen vào hội thánh. Hội thánh này là cái hội của các vị thánh. Cho nên mình sống làm sao mà mình có được một cái thánh chúng với nhau. Thì cái tâm mà chúng ta xa lìa cái tâm phàm thì chúng ta nhập được cái tâm thánh. Cho nên cái tâm phàm, thay vì gọi là tâm phàm thì gọi là tâm phi thánh. Xa lìa tâm phi thánh. Phi là không phải, là không đúng. Phi là sai. Thứ tư là xa lìa ba cõi. Ba cõi là gì? Cõi sắc, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Thế nào gọi là cõi dục? Cõi dục á gồm có 6 cõi ở đây, ở dưới này. Trời, rồi gì nữa? Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu nói về trời đó thì có tổng cộng 6 cõi trời. 6 cõi trời của cõi dục, từ cõi trời tứ thiên vương trở lên, cộng thêm người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì tổng cộng những cái cõi đó nói chung là lục đạo. Còn ở trong, nói chung là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vẫn còn ở trong cái cõi ham muốn. Mà ham muốn này á, ham muốn rất là thấp. Thí dụ như ăn uống, sắc dục, còn trong cái cõi ham muốn thấp. Cho nên cõi này được gọi là cõi dục đó. Thí dụ mình nè, cõi của mình là một trong 6 cõi đó. Ngay các cõi trời cao hơn mình, 6 cõi trời cao hơn mình cũng đều còn nằm ở trong dục. Cho cái cõi này nó còn cái tướng, nó còn cái âm thanh, nó còn sắc, nó còn hương, nó còn vị. Mà hễ lúc nào mà còn ham muốn của những cái này là còn chiến tranh, còn phấn đấu dữ lắm. Ví dụ như giờ mình thích ăn ngon, thật sự ra mình đi tới bất cứ chỗ nào là dù là mình trả tiền, dù mình ăn free, mà cầm cái dĩa lên là bắt đầu mình phải nghía cái gì ngon là mình gấp trước. Thật sự là nó không có gì tội lỗi hết, nhưng ở đây là phân tích để chúng ta thấy rằng thế nào gọi là một cõi dục. Khi con người vẫn còn ăn ngon, muốn ăn ngon là con người phải làm vô số chuyện đó, phải không? Thôi đừng nói chi người ăn mặn nha, người ăn chay thôi. Mình muốn ăn ngon, ăn thoải mái thôi là bắt đầu cũng phải cực khổ, phải làm này làm kia, phải biến chế. Không có gì là tội lỗi. Ở đây là để phân tích, để chúng ta hiểu cái nghĩa cái chữ tổng trì đó. Mình hiểu được các cõi thì chúng ta tự tại được các cõi. Cho nên cái lý này mà học Kinh Hoa Nghiêm là mình sẽ thấy hay vô cùng. Thí dụ trong Kinh Hoa Nghiêm có một cái gọi là sự vô ngại. Sự pháp giới là gì? Là những cái chuyện vậy nè đó. Đối qua lại, ăn rồi uống rồi được rồi mất đó. Đây là tất cả những hình tướng của cõi này. Và chúng ta hiểu được nó, biết được nó, hiểu nó. Cho nên chúng ta thấy nó cái chúng ta tâm mình không có gì bực bội. Trời ơi, sao cái người đó họ tham vậy? Nếu người nào mà con người đó là một con người phàm phu rong rặc,
họ chưa có một cái liều thuốc thánh nào vô đó hết thì họ sống vậy đó. Cho mình hiểu họ được vậy, mình nhận ra được vậy, đó là sự pháp giới. Nhưng mà trong cái sự đó đó, mình nhận ra một cái lý, à đấy, con người chưa tu, chưa chuyển hóa là đây đây, lấy được cái lý, nhìn cái sự thấy được cái lý đó, gọi là lý vô ngại. Hiểu ý không? Có cái nó mình nhìn rồi mình thấy được cái sự, rồi bây giờ mình nhận ra được cái lý. Cho nên có một cái đi tới cái chỗ thứ ba là sự lý vô ngại. Sự lý vô ngại là mình hiểu sự, hiểu lý, thì trên tâm đâu còn vô phiền gì nữa. Thí dụ như ở Việt Nam mình cái phong tục chết là phải cắt miếng vàng để vô miệng. Mình đây làm nó làm chi? Chết rồi ngậm nó làm gì? Văn hóa đời sống Việt Nam ta vậy mà anh phải hiểu vậy thì gọi là sự vô ngại. Người ta quan niệm á, sống thì ăn cho no, chết thì phải ngậm gì đó để đi cho nó no. Cho nên đàn bà để 9 hột nếp với miếng vàng, đàn ông á là 7 hột nếp. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam á, có những gia đình nghèo không có tiền nhưng ráng chạy mượn tiền mua cho được một cái miếng nhỏ, thiệt là nhỏ, miếng bạc, miếng vàng gì cũng được, bỏ miệng để yên lòng là người thân mình giờ mình còn sống đây, kiếm tiền trả nợ không sao. Thậm chí có nhiều nhà nha, nghèo giấy đó mà chạy mượn tiền để mướn vàng kèn kèn tà, kèn tây gì đó về thổi. Để làm chi vậy? Để hàng xóm ta khen đám này đám lớn. Mình đâu có nói được, tại ta hiểu vậy, ta sống vậy. Mà chúng ta là cái người nhận ra được cái đó, gọi là gì? Sự vô ngại. Thôi thông cảm, Ta chưa thấu được cái lý thì ta sống bằng cái sự. Mà chúng ta, bởi vì chúng ta là người thấu lý cho nên chúng ta bỏ sự. Nhưng mà mình phải đi tới cái chỗ thứ ba là mình phải làm sao xử lý phải vô ngại. Rồi thậm chí mà mình hay nữa là mình tới gì biết không? Sự sự vô ngại. Sự sự vô ngại, lý sự vô ngại, dung thông. Chúng ta làm sự mà chúng ta vẫn hiểu lý. Nhưng mà có những người người ta chưa thấu lý thì mình ta phải sống bằng sự thôi. Ví dụ như người ta quan niệm là sống ăn mặn, chết không có cúng chay. Cúng chay người chết họ giận, không ăn. Nhất định phải cúng mặn thôi chứ không cúng chay. Mà mình giải thích mình nói không có cần. Người chết họ ăn nhiều, sống ăn gì ăn, chết rồi mình cúng cái thanh đạm cho họ để họ nhẹ nhàng. Mình nói theo cái lý mình ta sống bằng cái sự sao ta nghe. Rồi bây giờ người ta muốn... Bây giờ hồi xưa đó có cái vụ đờn nha, kêu một cái đờn tới thổi ò e vậy đó, trả tiền cho cái đội đó. Mà hễ nhà nào mà có cái đám có cái đó rồi, gia đình nó khá đám lớn á. Rồi giờ sau này còn lớn hơn nữa, ta mời nguyên vàng hát xiệc tới luôn. Nửa đêm tới rồi làm xiệc rồi. hát giọng cổ, hát chạy lương, hát tân nhạc gì rùm beng lên đó, rồi nói gì. Cho nên cái cõi dục á, khi mà chúng ta nói tới cõi dục á, để chúng ta hiểu được cái cõi đó là gì, thì bây giờ chúng ta là một trong những thành phần ở trong cõi dục. Ví dụ như súc sanh nó có dục không? Nó cũng có chứ. Nó cũng muốn ăn, nó cũng sống bằng cái dục thức của nó chứ. Cho nên tất cả địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la trời đều sắc, hương, vị, xúc đủ thứ. Mà con người mình đó là dục đủ kiểu. Dục từ cái nhìn, từ cái nghe, từ cái chữ dục này nghĩa là ham muốn thôi chứ không có gì hết. Nhìn thì cũng phải muốn nhìn cho đẹp, ăn thì phải cho ngon, ngửi thì phải cho thơm, thí dụ vậy.
Còn cái cõi sắc là gì? Cõi sắc là cái cõi này, hình tướng vật chất. Đây là cõi của các vị Phạm Thiên, có hình tướng vật chất như thân thể cung điện, nhưng rất đẹp, rất tinh tế, rất đẹp. Cõi này cao hơn cõi dục. Cõi này sống bằng hình tướng vật chất, nhưng mà cái hình tướng vật chất của họ tinh tế lắm, đẹp lắm. Vì sao? Vì cái phước của họ trội hơn mình. Thôi bây giờ Pháp Hòa ví dụ thôi. Thí dụ như bây giờ nhà cửa của ông vua với nhà cửa của người mình đó, thì cái nào đẹp hơn? Ông vua phải đẹp hơn rồi, tại vì ông có tiền hơn, quyền chức ông lớn hơn, thì ông ở cái nhà nó đẹp hơn. Thì cũng vậy đó, người ở cõi kia họ cũng sống, cũng nhà, cũng cửa, cũng vật chất, nhưng của họ trội hơn của mình vì cái phước của họ. Còn cái cõi mà vô sắc là cõi gì? Cõi vô sắc là cõi này không có hình tướng, họ sống bằng tâm thức. Nói cách khác là họ sống bằng thiền định, cho nên cõi này cao. Cõi này là cao. Còn nếu phân tích á, các cái tầng thiền á, là họ cõi này là họ đạt tới bốn cái cõi thiền rồi đó. Bốn cõi thiền đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Còn cái cõi kia là họ chứng được tứ thiền, kia là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vậy đó. Và khi chúng ta đọc kinh Địa Tạng và list một lô các cõi trời đó, nhớ không? Trời phạm chúng, trời phạm thụ, trời sắc cứu cánh, trời ma hê thủ la gì đó, tất cả những cõi trời mà phẩm đầu của kinh Địa Tạng mà diễn đạt đó là diễn đạt những cảnh giới của ba cõi đó. Khi mà chúng ta nói ba cõi là chúng ta nói chung, rồi nó có những cái cõi chi tiết của ba cõi đó gồm những cái gì nữa. Thí dụ như mình nói cõi dục là nói chung thôi. Giờ cõi dục gồm có gì? Hồi nãy như nãy qua nói, gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, con người. Còn trời là có những trời, trời tứ thiên vương, thậm chí lên tới cõi trời đau lợi. Thì cũng giống như mình nói Canada là mình nói chung. Thì trong Canada nó có tỉnh bang, rồi trong tỉnh bang nó có thành phố, trong thành phố nó có county. Nhưng mà rồi lớn nhỏ gì không biết, ảnh cũng chùm, ảnh sống trong cái cũng giống nhau hết, chia ra vậy thôi, chứ thật sự cách sống giống nhau, cũng là cõi dục. Ở đây á, nói chữ xa lìa, sao xa, sao lìa, mình đang ở đây mà sao lìa, xa được. Thì cái chữ xa lìa ở đây nghĩa là chúng ta tập cái gì chúng ta không cần thiết, không phải phạm vi của mình, giảm được cái gì chúng ta giảm, để chúng ta chuyển từ cái cõi sắc, từ cõi dục qua tới cõi sắc, mà thậm chí rồi từ từ vô tới vô sắc. Pháp Hòa nhớ hồi xưa có một vị hòa thượng á, ngài giảng tới cái chỗ này á, thì ngài nói để mình ứng dụng vô cái chỗ tu tập. Ngài nói ví dụ như bây giờ mình đi shopping, hay mình thấy cái áo đó, cái món đồ đó khoái quá, thích quá, là gì? Dục. Tại sao mình dục? Tại mình thấy sắc đẹp quá, giá rẻ quá, màu sắc đẹp quá, hợp với mình, vân vân. Thành thử mình sống bằng cõi dục, mình sống bằng cõi sắc. Xong cái mình suy nghĩ, thôi mua một chi, mặc một lần rồi cũng bỏ. Thôi ở nhà cũng đủ rồi, mua về cũng để cả đống. Mặc dù nó sale đó, nhưng mà thôi không cần thiết đâu. Thôi để dành tiền còn xài việc khác. Thí dụ suy nghĩ cái đó, hồi nãy trong đầu mình là vừa dục vừa sắc, bỏ nó, không thèm mua, không thèm nghĩ tới nó, cái mình biến mình vô sắc. Hiểu ý không? Tức là mình đưa ba cõi này nè, nó ngay trong đời sống của mình. Hồi nãy mình thấy sắc, mình muốn, và sau đó mình suy nghĩ là mình nói thôi, không cần thiết. Không cần thiết thì bây giờ mình đã không còn nghĩ tới cái áo đó nữa, quên hẳn cái áo đó luôn, không có nhớ giá mà chẳng nhớ tướng dáng gì của nó hết. Vô sắc.
Thì cái chữ lìa ở đây là chúng ta, nó thành một cái pháp tu. Nó thành một pháp tu chứ không phải là một lý thuyết là mình đợi mình làm một cái ngày nào đó để mình rời khỏi sáu ba cái cõi này. Cho nên cái chữ mà cái chữ xả hay chữ xa lìa trong Phật giáo đó, nó không có nghĩa là mình cần phải đẩy mình ra đâu hết. Nhưng mà chúng ta có khả năng chúng ta nhận nó rồi buông nó nhẹ nhàng. Như hồi nãy mình nói vậy đó, cuộc sống là do chúng ta phải thấy được các duyên. Như hiện tại mà chúng ta đang sống ở trong một cái hoàn cảnh do cái duyên bệnh tật mà chúng ta có những cái biến do cái duyên này, thì chúng ta phải tùy với tất cả các cái duyên mà nó sinh khởi. Lại nữa, Bồ Tát có bốn loại vui. Bốn loại vui trong kinh gọi là lạc vui. Vui 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 cái gì? Vui vì xa lìa ngã, ngã sở không tham đắm. Sao gọi là ngã? Sao gọi là ngã sở? Ngã là mình, ngã sở là cái thuộc về mình. Cái gì mà của mình kêu là sở? Ví dụ như là mình yêu một người đó, thì mình cái người mình yêu đó gọi là sở yêu. Sở là cái người được cái sự yêu đó. Còn mình là gì yêu? Mình là năng yêu, là người yêu cái người kia. Còn cái người kia là cái sở yêu của mình, là cái phụ thuộc vào cái tình yêu của mình. Cho nên khi mình lễ Phật á, năng lễ, năng lễ là mình, sở lễ là ai? Là Phật. Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch. Con là người lễ, Phật là người con lễ. Mà Phật là người mình lễ, cho nên mình gọi Phật là sở lễ. Thí dụ bây giờ mình đi tới cái đám tang, mình chắp tay trước cái linh đường của người đó, thì mình là người sở bái, mình là người năng bái. Còn cái người chết đó là sở bái. Cái gì mà có một cái đối tượng cho mình thì cái đó gọi là sở. Thí dụ mình nói là tôi trụ trì chùa Trúc Lâm, thì cái chùa Trúc Lâm này là sở. Tôi này là ngã nè, cái chùa này của tôi nè là ngã sở. Đây là vợ của tôi, thì vợ tôi là ngã sở, là của tôi. Đây là con tôi, đây là nhà tôi, thì cái gì chở là của mình thì chúng ta gọi cái đó là ngã sở. Vì chúng ta thấy có mình và cái của mình, cho nên khi mà chúng ta mất cái đó chúng ta khổ lắm. Ví dụ như một người mẹ có một đứa con trai duy nhất, bao nhiêu năm trời hai bà mẹ thương con như vàng như ngọc, thương lắm lắm. Rồi lớn lên cũng muốn con mình cũng giống người ta, cũng có vợ vậy. Nhưng mà khi mà đứa con nó có vợ rồi á, thì người mẹ vẫn muốn đứa con đó phải chăm sóc mẹ và nghe lời mẹ như ngày nào vậy đó. Mà hễ mà nó không nghe lời là bắt đầu người mẹ rất là ghét cái người dâu kia. Là vì người gì nghĩ rằng người dâu kia đã chiếm đi, chia rẽ cái tình nghĩa cảm mẹ con. Tại vì thường thường vì sao? Vì người mình cũng thông cảm thôi. Tại vì người mẹ mà chỉ có một người con duy nhất, thì đứa con nó thuộc về cái sở hữu của người mẹ. Nhưng mà người mẹ không có thoát ly được cái tâm là nhiều khi nói không, tôi đâu có vậy đâu. Nhưng mà thật sự ra mình đang sống bằng cái tâm niệm đó, mình muốn nó con đó thuộc về của mình, mặc dù nó có vợ không cần biết, nhưng mà tất cả phải như ngày nào. Mà hãy không được như vậy thì giữa mẹ chồng và nàng dâu có chuyện lớn.
Tại vì người mẹ đó muốn đứa con vẫn thuộc quyền sở hữu của mình. Còn thí dụ một người mẹ mà có nhiều con rồi thì nó đỡ hơn. Chứ còn người mẹ mà chỉ có một đứa con thôi thì trong chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta cái gì mà có cái một thôi đó là chúng ta thường giữ dữ lắm. À, ví dụ như giờ mình có mình chỉ có một cái áo thôi thì nhất định là mình đi đâu cũng bo bo cái áo đó. Và thậm chí mình có nhiều cái áo mà cái áo mà mình thích nhất thì lỡ mà nó mất hay là nó gì đó là chúng ta rất là tiếc. Tại vì mình muốn luôn luôn cái đó nó bền bỉ nó với mình mãi mãi. Cho nên trong cái cuộc sống á, chúng ta đều có ngã và có ngã sở hết. Và vì chúng ta có ngã và có ngã sở cho nên chúng ta tranh đấu để giữ cái ngã sở đó. Mà lỡ nó mất là chúng ta khổ đau dữ lắm. Thì ở đây Phật nói á, nếu mình có được một cái niềm vui là mình xa lìa được cái đó. Nói chữ xa lìa ở đây không có nghĩa là thôi bây giờ tôi không cần anh, cần chị, không phải vậy. Mà cái tâm của chúng ta lúc nào cũng phải thấy rằng ngã cũng là tạm. Thì cái mình là tạm thì cái gì thuộc về mình á nó cũng là tạm thôi. Không có gì thật của mình. Thí dụ bây giờ mình mua được chiếc xe nè. Rồi ai hỏi xe này của ai? Mình nói sao? Xe của tôi. Nhưng mà trên thực tế chiếc xe này chưa trả hết nợ. Thì chiếc xe này cũng không phải của tôi hoàn toàn đâu. Không phải của anh hoàn toàn đâu. Nó vẫn thuộc của nhà băng. Mình mua một cái nhà mình ở. Đó, ví dụ như Tây Thiên nè. Đó, nợ xây cất vậy đó. Thì nói là trời ơi, chùa này của mình á, không có gì của mình đâu. Đây là những tháng ngày tới là biết của mình còn của mình hay không. Chưa biết. Nếu mình không có tiền trả mortgage, không có tiền trả nợ, thì nhà băng họ cũng sẽ tới lấy cái chỗ đó của mình nếu mà mình không có tiền mình trả họ. Cho nên là mình nói là cái của mình là mình nói nghe cho nó oai phong vậy đó. Chứ còn cái lẫm liệt hay không thì thì mình chưa biết. Cho nên thường chúng ta phải quán chiếu. Nếu mà cái gì nó, thí dụ cái thân này đi, cái thân này mình cũng cho nó là ngã sở đó, của mình á, thân của mình mà. Nhưng mà thật sự cái thân này mình có giữ được gì không? Không. Không giữ được. Trời, Pháp Hòa là sợ trầy dữ lắm. Tại vì Pháp Hòa là có một cái bệnh là trầy chỗ nào là có thẹo chỗ đó. À, bữa hôm chỉ kéo cái kẹ ra thôi, cái cây đinh nó vướng nhẹ cái giờ thành cái thẹo. Nó, mình cố gắng mình bảo vệ nó dữ lắm chứ, nhưng mà không được. Mình cũng muốn mình khỏe lắm chứ mà không khỏe được. Hồi sáng này là quá chừng quá đó. Thôi mình biết là cái, mặc dù mình kêu là cái thân này là thân của mình, nhưng mà nói cho cùng là nó không phải của mình. Nó muốn bệnh lúc nào nó bệnh, nó muốn khỏe lúc nào nó khỏe. Này, rồi nó muốn tan rã lúc nào nó tan rã. Mình không giữ được gì hết. Ngày hôm qua có cái cô cô gọi lên, cô nói nhờ cô có một người thân đang bệnh nặng lắm, lỡ có chuyện gì nhờ mình lo giùm được không? Cô nói dạ được, hẹn sáng nay 9 giờ lên nói chuyện để bàn thôi. Ai ngờ sáng nay cô lên, cô nói ông đi rồi. Mới ngày hôm qua còn sống đó, lên để chuẩn bị thôi, mà sáng hôm nay lên là để sắp xếp cái tang lễ. Thành thử mình mới biết là. Rồi mấy cô trên nhà dưỡng lão mới báo cho Hòa hay, bà cụ nọ vậy đó, mấy bữa trước Hòa lên thăm á, còn tỉnh queo. Biết Pháp Hòa lên là chào rồi nói đàng hoàng hết. Bữa nay không biết ai nữa hết. Chỉ tức tắc mấy ngày sau thôi. Mỗi một lần Pháp Hòa lên thăm mà có dẫn ai đi theo là khoe liền nghe. Tôi là hồi trước là tuần nào tôi cũng đi chùa chứ, mà mấy năm nay là yếu lắm mà đi không được. Mà nhớ chùa dữ lắm.
nói nguyên thuyên vậy, mà bữa nay là gặp ai cũng không nhớ hết. Thật ra mình mới thấy rằng nếu mà nó là của mình thì tại sao mình không giữ được. Ngay cả cái tình yêu kia, con người kia, mình cũng kêu là của mình đó, rồi họ đổi đời, đổi lòng nào mình chả hay. Thì cái chữ xa lìa ở đây là chúng ta phải hiểu được cái đó, để cái tâm mình nó nhẹ khi nó sức mẻ, khi nó không còn. Đó, mình cầm cái chén, cái ly rồi. Hôm rồi có một thầy tới, Pháp Hòa đem cái bình trà ra đãi, xong cái rửa úp lên, cái tới hồi dẹp nó mất cái nắp. Chắc ai làm bể cái nắp của mình rồi, không dám để ra đem dục luôn. Phải để lại cho mình dán, mình cũng đỡ khổ. Trời ơi, mà cứ tiếc cái không có cái nắp, mà cái bình trà đó nó gọn, nó vừa để mình với một hai người khách. Pháp Hòa cứ đi kiếm hoài cái nắp, dài ba ngày là xuống bếp kiếm. Cuối cùng mới đi kiếm nắp này nắp kia ịnh vô, ịnh được mà nó vừa cái mừng. Kiếm cái khác ráp vô với cái ngã sở của mình đó, râu này cắm càm kia vậy đó, mà thấy nó vừa vừa đẹp đẹp vậy, cái bắt đầu mừng trở lại rồi. Thấy không? Những lúc vậy cái mình quán chiếu, mình thấy con người mình, cái gì mà mình thích mà nó lạc đi, nó mất đi là tự mình tiếc nó. Cho nên nó là cái chữ xa lìa không có phải là mình dục nó, nhưng mình có được những cái tâm nhìn thấy, rồi chúng ta từ từ chúng ta tu tập, chúng ta xả bỏ. Mà ở đây chúng nhớ nha, những cái gì chúng ta đang nói này là toàn là văn tự đó. Cần phải đem cái văn tự này về rồi tư duy á, gọi là gì, quán chiếu đó. Rồi mình tu được nhiêu mình mừng nhiêu, gọi là thật chứng. Còn nếu mà mình mà chứng rốt ráo thì mình nhảy lên thánh rồi mình ngồi rồi, chứ mình không còn ở trong phạm. Nhưng mà lời Phật dạy thì Phật nói vậy, các chư Bồ Tát, các vị thánh giả nói vậy. Rồi chúng ta đem ra, chúng ta phân tích, chúng ta luận bàn, để chúng ta có một số văn tự chúng ta nghe. Rồi ai nghe được rồi về là tư duy, rồi quán chiếu, gọi là quán chiếu. Rồi khi nào mà sống được với nó gọi là thật chứng. Có rất nhiều Phật tử, hay những người không phải Phật tử luôn, cảm ơn những bài pháp, cảm ơn Phật pháp. Hồi xưa là sống không được vậy đâu. Từ ngày mà nghe được Phật pháp rồi thấy nhẹ nhàng hơn, sống thoải mái hơn. Đó, như vậy là người ta thực chứng rồi đó. Hồi đó người ta nghe giảng là người ta văn tự, rồi người ta sống được với nó, người ta đạt được cái bình an đó. Xa lìa ngã và ngã sở. Vui vì xa lìa tất cả đều không luyến tiếc. Cái người mà luyến tiếc á, sợ nhất là cái giây phút cuối. Cho nên cái trong kinh Địa Tạng á, mới dạy á, nếu mà người nào họ có tiền của nhiều quá, tới cái gần chết á, người thân nên vì họ mà xả cho họ. Mà khi xả đó phải nói cho họ biết, nhớ không? À, nói cho họ biết để chi? Để họ chấp nhận cái đó đã được xả, rồi mình đem ra mình vì họ mà xả. Vậy thì quay về với Địa Tạng là gì? Là lúc đó mình trở về với tâm, mình nương vào thần lực của tâm để chúng ta vượt tất cả mọi cái khổ của địa ngục. Cho nên chỉ có ngài Địa Tạng mới cứu mình ra khỏi địa ngục được thôi. Thì ngài Địa Tạng đó là gì? Là cái là tâm của mình. Cho trong kinh nói là lễ bái Địa Tạng. Lễ bái Địa Tạng nghĩa là chúng ta hướng về, chúng ta trở về, chúng ta nương tựa vào cái tâm lực của chúng ta. Sở dĩ mà chúng ta khổ là tại vì chúng ta chưa được cái tâm trong sáng của Địa Tạng đưa mình ra khỏi cái khổ đau đó. Có một vị nói với Pháp Hòa cách đây mấy ngày thôi.
người thương của con bỏ con chục năm nay rồi, giờ họ có gia đình khác, họ sống rất là hạnh phúc. Mà sao con nhớ họ hoài, con khổ hoài, con không xả được. Thầy có phương pháp nào không? Và nói Pháp Hòa không có phương nào mà cũng có pháp nào hết. Vô phương và vô pháp. Tại vì cái này là cô. Pháp Hòa nói thầy, giờ thầy có câu gì thầy nói cho con nghe. Nói thôi để cô tự nói, hay cô tụng câu thần chú mỗi lần cô lên cái cơn nhớ đó. Thí dụ cô tên Bông đi. Cô nhìn vô cái kiến của nó, Bông ơi Bông, sao Bông ngu quá vậy Bông. Câu thần chú cho mạnh vậy đó. Xin lỗi cô, sám hối cô. Không phải Pháp Hòa chửi cô mà phải, Dạ không sao. Bạn con cũng nói con vậy. Đó là mình phải quay về cái câu thần chú đó. Cho nên lúc đó đó, mình có cái câu gì mình giúp cho mình ra khỏi được cái khổ đó, trong kinh Địa Tạng gọi là niệm pháp. Ở trong kinh Địa Tạng nói, người nào vừa tới cửa địa ngục, người đó chỉ cần niệm một câu danh hiệu Phật, một danh hiệu Bồ Tát, hoặc một câu kinh, hoặc danh hiệu của một vị Bồ Tát, một câu niệm Phật, một câu kinh, một vị Bồ Tát, là người đó có thể ra địa ngục. Một câu niệm Phật là gì? Là niệm Phật. Một câu kinh là niệm gì? Niệm pháp. Một danh hiệu của Bồ Tát là gì? Là niệm Tăng. Niệm Phật, niệm pháp, niệm Tăng. Thì có những lúc mình phải tự mình có một câu thần chú cho thiệt mạnh đối với bản thân mình. Chứ không phải là mình muốn chửi ai, nhưng mà tự mình, đôi khi mình phải tự mình. Ví dụ bây giờ mình lỡ mình ghiền cờ bạc, mình ghiền rượu chè đi, mình muốn tự cứu mình thì mình phải nói câu đó. Mà câu thần chú đó là tự mình đọc được thôi, cho nên nó kêu là mật ngữ. Ai tụng cho mình nổi, ai dám? Không lẽ người ta lợi người ta gặp mình nói chị ơi sao chị khờ, chị ngu, chị dại đâu. Nói tự mình nói với mình câu thần chú đó, mật ngữ chân ngôn. Lúc đó là câu đúng nghĩa là câu Đà La Ni. Cho nên Pháp Hòa hay kể bà cụ mà niệm Phật mà không có làm một cái bàn thờ Phật trang trọng, sang trọng. Bàn Phật đơn giản, bà nói bà không dám sắm gì mắc tiền hết đó. Tại lỡ mà chết rồi đó, nó lưu luyến. Tưởng sao lưu luyến cái đèn, lưu luyến cái bình bông, lưu luyến cái lư hương, thí dụ vậy, uổng. Cho nên giờ thí dụ mình cầm sâu chuỗi bằng thường thường niệm vậy đó, lỡ mất không sao đó. Trời ơi, đi kiếm sâu chuỗi bằng trầm, bằng ngọc gì mà niệm đó ha. Lỡ mà ai sớt cái đó, trời ơi, lúc đó hết niệm Phật. Lúc đó hết niệm Phật rồi. Lúc đó là niệm là này, lúc đó là niệm ngọc, niệm ngà. Cho nên lúc mình cầm sâu chuỗi mình niệm, mình không có niệm Phật đâu. Này quý lắm á, này quý lắm á, đi đâu khoe quý lắm á, ngà á, ngọc á. Thà rốt cuộc không phải niệm Phật mà niệm cái đó. Cho nên coi chừng mình niệm hồi đó, Phật thì mình không nhớ mà nhớ cái này. Cho nên mấy sâu chuỗi mắc tiền cầm chơi cho vui thôi. Còn thường niệm mà niệm cái gì nó thường thường, lỡ ai vớt nó mình không có buồn. Mà thậm chí mà mình chết đi, mình để lại cho con cháu sau đó khỏi bị dằn nữa. Mình cái ý của mình thì tốt đây, cái sau này má thường niệm Phật, má để cái đức lại cho con. Nhưng mà có thể những người con không nhận cái câu đó, nhận cái của cái giá trị của sâu chuỗi đó, rồi bắt đầu có chiến tranh. Còn nếu mà một sâu chuỗi bình thường đó, má để cái sâu công phu tu tập má mấy chục năm, của ba mấy chục năm để lại cho con. Cho nên nó Pháp Hòa hay collect mấy chuỗi, mấy bà cụ, mấy ông già mà niệm mấy chục năm nó hư, nó sâu chuỗi nó đủ màu đủ sắc, tại vì bị đứt cái lượm xỏ lại đó. Tới hồi chết rồi cái là con cái đem lên đưa Pháp Hòa mấy sâu đó, và quý lắm, và giữ lại hết. Cái đó mới quý. Tại vì cái công đức tu tập của các vị đó nằm ở trong đó. Cho hồi đó mà đi thọ giới cũng vậy, không có may mới xin y của mấy thầy. Để làm chi? Nương cái đức của các thầy.
Hồi nhỏ đi thọ giới không, họ đi thọ giới ba y đó không có may xin, chỉ có cái y ngũ không có, mấy thầy đâu còn ai giữ y ngũ đâu, phải đóng cái y ngũ thôi, còn y thất y cửu là mình đi xin. Thầy viện chủ hồi xưa có cái y sa di giữ mấy chục năm, đi vượt biên cũng cầm theo, qua tới đây đưa cho ông sư huynh là ông cụ Pháp An ông đắp. Tới hồi ông về Việt Nam, ông thọ giới ông xả cái y đó, ông bỏ luôn cái y đó, uổng ghê. Tại ông già mình dặn ông đâu nhớ. Mấy cụ thọ giới cũng nhớ đem về, ông đâu nhớ đâu. Ông nhớ ông giữ là cái y đó, là giờ mình giữ là để vô viện bảo tàng. Xa lìa không luyến tiếc, vui vì tất cả cảnh giới đạt được tịch tỉnh. Cảnh giới nè, cảnh giới nè, mà cảnh giới nào mình đối với cảnh giới nào mình cũng được cái chỗ tịch tỉnh đó. Ồn thì mình sống theo ồn, yên lặng mình sống theo yên lặng. Cái cuối cùng là gì? Vui vì không xả bỏ tất cả chúng sinh, đạt niết bàn không còn phiền não. Thì tại vì mình hay có một cái quan niệm sống là người nào mình thương thì mình giữ, mình không thích thì mình buông. Đây là mình nói theo cái tâm niệm độ sanh thôi. Tất cả chúng sanh nào cũng cần được độ. Cũng giống như trong cơ thể mình, những cái lớn như là tim gan, phèo phổi vậy đó, lục phủ ngũ tạng. Nhưng bên cạnh đó những cái khác nó cũng rất cần. Tại vì cái gì mà nó bị khiếm khuyết, bệnh tật, cái đó nó đều làm cho mình không ổn hết. Ví dụ cái lỗ tai mình nó tự nhiên mấy ngày nay nó lùng bùng, nó khó chịu, cái là mặc dù nó không phải là cái gì nó làm cho mình sống, nhưng mà nó không thoải mái thì phải đi tìm cách chữa. Cái mũi của mình, cái mắt của mình, mặc dù nó không phải là cái gì gọi là giữ cho mình sự sống, nhưng mà nó khó chịu. Pháp Hòa có một chú đệ tử, ngày hôm qua phone thăm Pháp Hòa, năm nay chắc cũng 20, 21 gì rồi. Thế phone nói giờ con sống làm sao? Nói giờ bạn con sống với bạn con phải giúp con rất là nhiều. Bây giờ con không thấy đường, đi lờ mờ, bạn phải giúp. Thầy có nhớ hồi đó con ở chùa con ăn cơm rất là chậm không? Bây giờ con ăn chậm còn gấp 10 cái đó nữa, nuốt không được. Ăn bây giờ phải nhai thật là lâu. Đi thì không thấy, chân cẳng mình mẩy coi như bây giờ yếu toàn bộ. Mới 20 mấy tuổi thôi. Rồi lâu lâu phone thăm Pháp Hòa, rồi kể Pháp Hòa nghe mấy cái chuyện của chú vậy đó. Thì mình trở lại. Thì bây giờ một mặc dù nó không bệnh ở trong nội tạng, nhưng mà bên ngoài, hay là xương gân, da dẻ gì đó, nó đều có cái ảnh hưởng hết. Cho nên bây giờ mình thấy nè, thí dụ một cái mà nó ngưng thì những cái khác nó bị ảnh hưởng luôn. Cho nên á, mình đối với chúng sanh cũng vậy. Cho nên tại sao các vị Bồ Tát phát nguyện là nếu mà ở dưới địa ngục còn một người khổ thì các ngài không làm Phật, như là ngài Địa Tạng nói vậy đó. Nếu ở dưới địa ngục còn chưa trống, địa ngục vị không, chưa trống, thể bất thành Phật, nguyện không làm Phật. Còn ngã nan á, thì phát nguyện sao? Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng. Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, con nguyện không nhập vào cảnh giới niết bàn. Nghĩa là nói một cách khác là một chúng sanh không thành Phật thì con cũng không thành Phật. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàng, con cũng không vào cái cảnh giới đó.
Cho nên vui á, là vì mình không có bỏ ai. Tùy theo mỗi chúng sanh thôi, mình không có bỏ họ. Ví dụ bây giờ chúng sanh đó họ chưa có thuần với mình, họ không có cái connect với mình, thì mình không cần phải giao tiếp, nhưng mà cũng không cần gì phải ghét. Cứ bình thường khi họ đến thì mình cần cái gì mình giúp thì mình được giúp. Nhưng mà không, trong lòng mình không có khởi là buông bỏ một chúng sanh. Đạt niết bàn không còn phiền não. Niết bàn là trạng thái tịch tỉnh. Khi mình ở được cái cảnh giới của cái phiền não nó không, mà thường là thể mà có niết bàn thì nhất định là không có phiền não. Tại vì phiền não là trạng thái của không phải niết bàn. Mà khi có niết bàn thì phiền não nó không có mặt. Cũng giống như bây giờ cái phòng này nó sáng rồi thì mình không có thấy cái mỏng, cần chỉ nói chữ tối nữa. Tại vì khi nó bật đèn sáng lên thì bóng tối tự nó tan, nó không đi về đâu cả, nó cũng ở đây nè, nó ở đây nè. Nhưng mà tại ánh sáng nó trội hơn thì mình thấy ánh sáng thôi, chứ mình tắt đèn ra là bóng tối nó phủ lại liền, chứ nó không có ở đâu xa mà nó phải mất thời giờ nó đi vô hết. Cho nên Đức Phật là ở trong cái cảnh giới là gì, là cảnh giới niết bàn, thường niết bàn như vậy. Còn mình thì lúc lên lúc xuống. Cho nên mình, cái tâm trạng mình nó còn vui buồn, nó còn thay đổi. Chứ còn, cho nên Đức Phật là luôn luôn nhập niết bàn. Cho nên Đức Phật ở trong trạng thái của niết bàn. Ngày nay chúng ta gọi là hôm nay lễ kỷ niệm Phật nhập niết bàn, đó là chúng ta muốn nói cái từ để mà nó biểu tượng cho Đức Phật mất thôi. Chứ đúng thật ra là phân tích thì Đức Phật chưa bao giờ rời cảnh giới niết bàn. Vì niết bàn là trạng thái an lạc tịch tỉnh của tâm. Có những vị mấy ngày nay đang có niết bàn, không có bận rộn, không có lo lắng sầu khổ gì hết. Tại vì sao? Tại vì các vị thứ nhất là retire rồi, không có lo chuyện sở chừng nào đóng gì nữa hết, bình thường cũng ở nhà rồi. Thì bây giờ là chỉ có điều là không ra ngoài nữa thôi, ở nhà nhiều hơn, permanent hơn, bắt buộc hơn vậy thôi. Chứ các vị đó không có gì lo, tại các vị đó về hưu hết rồi. Mình là còn đi làm, mình phải kiếm sống, cho nên mình còn bồn chồn trông ngóng chừng nào người ta mở cửa. Còn các vị mà về hưu rồi, các vị không có lo gì nữa. Bình thường các vị cũng sáng, cũng giờ đó thức, cũng cả ngày cho tới giờ đó. Rồi thậm chí những ngày thường không có chuyện gì cũng đâu đi ra đường đâu, cả tuần cũng ở nhà rồi. Mà tự nhiên giờ người ta tuyên bố là không được ra, cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị kèm kẹp, bị bó buộc. Chứ thật sự bình thường cũng có đi đâu đâu. Lúc ta cho đi rầm rầm đó mà cũng có đi đâu, có chuyện gì để đâu đi. Nhưng mà mình không thấy gì lạ. Rồi tự nhiên bị một cái câu gì đó, nó không được đi nghe, cái tự nhiên cảm thấy có một sự bó buộc. Thì mình thấy là cái trạng thái do cái tâm, cái tư tưởng của mình thôi. Mà mình buông được cái tư tưởng cho ủa bình thường tôi cũng ở nhà, tôi cũng đâu có làm gì đâu, khác liền. Hồi chiều thầy Huệ Tạng chở qua đi Walmart, cái đi vô tự nhiên thấy trống trơn, rồi người này né né người kia, rồi phải dùng thuốc cái. Mà lúc mình đi vô mình rất là thoải mái, giờ tự nhiên mình thấy mọi người có bộ phải rửa tay. Rồi cái anh chàng anh làm trong đó là anh cả cha đóng mấy cái chai rổ nào, cái basket nào mà vừa trả lợi là anh xịt thuốc. Anh làm ghê gớm lắm, cái tự nhiên mình hơi ấn ấn. Mình muốn đi về lẹ lẹ. Bình thường, mình cũng bình thường thôi. Nhưng mà tự nhiên mình thấy một cái cảnh nào đó, cái tự nhiên mình hơi chao đảo một chút. Thì mình nhiêu đó là mình thấy cái niết bàn của mình đó làm sao. Hồi nãy mình đi vô rất là niết bàn ha. Cái là mình bắt đầu mình thấy xung quanh mình hơi lạ lạ, cái niết bàn của mình nó hơi mất chân, hơi hụt hụt một chút vậy đó. Đấy, cho nên là mình Pháp Hòa đem cái ví dụ vậy để đại chúng thấy là cái trạng thái niết bàn của những cái lúc bình thường mình đó. Như quý bác đây là có phải có đâu lo gì đâu, bình thường người ta cho đi bình thường, là cả nhiều khi cả tuần không ra khỏi nhà mà không có một cái tâm trạng gì khó chịu. Tự nhiên mấy ngày nay người ta tuyên bố cho đi, cái ngày nào cũng khó chịu, không biết chừng nào cho đi. Bắt đầu trông ngóng thì được đi, nó lạ vậy đó. Thôi thì hôm nay mình học ba đoạn ha. Bốn loại kho tàng, bốn loại xa lìa, bốn loại vui. Kỳ sau mình sẽ học tiếp. Cảm ơn đại chúng.
Thưa đại chúng, ngày mai sáng 6 giờ chúng ta sẽ ngồi thiền và tụng Lăng Nghiêm thập chú. 10:30 ngày mai, 10:30 nha, 10:15 tập hợp, thì 10 giờ đúng 10:30 chúng ta bắt đầu tụng Nhật tụng thiền môn. Ngày mai là công phu chiều chủ nhật, Nhật tụng thiền môn, công phu chiều chủ nhật. Buổi tối lúc 7 giờ chúng ta sẽ có chương trình Phật Pháp Vấn Đáp. Hôm nay quý vị gửi nhiều câu hỏi lắm, thì cũng xin thưa là các vị gửi câu hỏi rất là nhiều, không thể nào mà Pháp Hòa trả lời hết nổi. Thì cứ một tuần vậy đó, tùy duyên trả lời được mấy câu, và không có chọn lựa gì, cứ theo thứ lớp mà của quý vị gửi mà lấy ra trả lời thôi. Nếu mà câu nào được trả lời thì xin quý vị hoan hỷ, rồi vị nào chưa kịp trả lời thì quý vị thông cảm là ta chưa tới phiên câu hỏi mình, chứ không có quên. Nếu ai có gửi về email nhiều câu hỏi đến mức độ là bây giờ phải mở thêm một cái hộp thơ để đưa những câu hỏi đó vô, chứ không thôi là không cách nào kiểm soát được hết. Cảm ơn đại chúng. Ngày mai 6 giờ sáng chúng ta sẽ gặp lại. Chúc đại chúng có một buổi tối an lành. Những vị nào đang ở nơi đó là ban ngày thì quý vị có được một ngày thật là bình an, thật là đẹp. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử.